thấy khách nữ vào làm tóc, anh Thợ đứng hình khi nghe giọng thật và cái kết đẹp xỉu làm đốn tim cư dân mạng. Em dễ thương xinh gái này, không biết em có bạn trai chưa? Anh nghĩ em có bạn trai chưa? Làm sao vậy? Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh làm tóc từ một salon đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội vì một tình huống khiến cả anh chủ tiệm lẫn người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cụ thể lúc này, một cô gái khá xinh đẹp đang vào làm tóc tại một salon. Với khuôn mặt nữ tính dễ thương cùng ngoại hình lý tưởng, người này đã hút hồn anh thợ tóc ngay từ những câu trò chuyện đầu tiên. Tuy nhiên, khi được hỏi em đã có bạn trai chưa, thì câu trả lời từ vị khách nữ đã làm cho anh chủ tiệm đứng hình mất vài giây vì nó lạ lắm. Hello em. Konnichiwa. Thế em quen, phải em là gái cái Nhật không ta? Không. Em dễ thương xinh gái này, không biết em có bạn trai chưa? Anh nghĩ em có bạn trai chưa? Thay vì giọng nói ngọt như mía lùi như bạn ấy, thì người này lại trả lời với tông giọng cao, chuẩn giới tính nam. Điều này khiến cho anh thợ cắt tóc vô cùng ngỡ ngàng và bối rối, chỉ biết cười cho qua chuyện và tập trung vào chuyên môn của mình. Được biết, vị khách đặc biệt trên chính là Jimmy Nguyễn, một TikToker nam nổi tiếng với hơn 1,6 triệu follow. Trên trang cá nhân người này là một chuỗi series quay về cảnh anh chàng già gái với ngoại hình và khuôn mặt cực phẩm, khiến cho không biết bao nhiêu người phải nhầm lẫn về giới tính thật, thậm chí đến cả giọng nói cũng y hệt con gái. Đoạn cuối clip sau khi làm tóc xong, nhiều netizen không khỏi xỉu up xỉu down trước nhan sắc của người này vì mái tóc quá đẹp, cùng với đó là nét mặt vô cùng dễ thương, chuẩn con gái 100%. Một số người còn cố chấp không chịu thừa nhận rằng đây là con trai, vì chưa thấy qua anh chàng nào lại có thể đẹp gái đến như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.